Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc. Từ sự kiện vào năm 2014 khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các biện pháp hòa bình mà Việt Nam lựa chọn để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông ngày càng tỏ ra không có tác dụng với Bắc Kinh. Đến nay đã 6 năm trôi qua, Trung Quốc lại càng tỏ ra hung hăng, vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên thế giới, bỏ ngoài tai tiếng nói của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Khả năng Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp hòa bình cuối cùng là con đường pháp lý đang đến gần hơn bao giờ hết. Vào hôm 30 tháng 3 năm 2020, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi một công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để trình bày một cách có hệ thống về lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý trên Biển Đông. Đây là hình ảnh chụp phần đầu công hàm số 22HC2020 vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Vậy mà vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, tàu hải cảnh của Trung Quốc lại một lần nữa đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi của Việt Nam tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc thực hiện hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang vật lộn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán xuất phát từ chính Trung Quốc. Việt Nam đã gửi công hàm lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật của Trung Quốc và nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ các nước khác như Mỹ, Philippines. Và ngay sau đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, Phái đoàn đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng đã gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Công hàm của Mỹ nói rằng quyền lịch sử mà Bắc Kinh tuyên bố đã vượt quá quyền lợi hàng hải mà Trung Quốc được hưởng như phản ánh trong Công ước Luật Biển vào năm 1982. Những động thái phản đối của các nước đều bị Trung Quốc làm ngơ và tiếp tục có những hành động vô lối của mình tại Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu cá Quảng Ngãi của Việt Nam đã bị hư hỏng nặng sau khi bị tàu sắt của Trung Quốc tấn công vào hôm 10 tháng 6 vừa qua. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, một tàu sắt và một cano Trung Quốc đã đâm, va, húc và cướp phá tài sản của một tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, ở gần đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và hai ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam sẽ phải trả giá nếu kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế về Biển Đông. Trong bài viết bằng tiếng Anh có nhan đề "Liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức là Biển Đông hay không?" cho chương trình Sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải, tức là Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương, Đại học Bắc Kinh. Học giả họ Ngô viết về lời lại mang đầy tính đe dọa như sau: "Nếu Việt Nam liều lĩnh dám nộp đơn kiện ra tòa trọng tài, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không ngồi yên." Tiếp đến, học giả này liệt kê ra những động thái đáp trả mà Trung Quốc có thể tiến hành. Trong đó, hàng đầu là Trung Quốc có thể công bố đường cơ sở thể hiện lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa. Thứ hai là Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn và trấn áp mạnh hơn đối với việc ngư dân Việt Nam đánh bắt cá mà Bắc Kinh gọi là bất hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa. Một biện pháp đáp trả nữa từ Bắc Kinh nếu Hà Nội khởi kiện, theo tiến sĩ của Trung Quốc, là đất nước 1,4 tỷ dân có thể kìm hãm và chặn đứng quá trình quân sự hóa của Việt Nam trên các đảo và các dạng san hô nằm trong tay Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn đã phác họa về một số hành động mang tính chiến thuật như chặn đường và xua đuổi tàu Việt Nam đi vào vùng biển không được phép, làm đứt nguồn cung cấp hậu cần cho binh sĩ Việt Nam đồn trú trên các đảo và dạng san hô. Tiến sĩ Ngô đã cảnh cáo tiếp như sau: các biện pháp quản lý và kiểm soát hơn thế nữa sẽ được thực hiện nếu cần. Cuối cùng, vị viện trưởng của Trung Quốc nói nước của ông ta có thể khởi sự thăm dò dầu khí trong khu vực bãi Tư Chính. Ông đã viết như sau: nếu Việt Nam nộp đơn khởi kiện, Trung Quốc có thể nhân cơ hội này đi trực tiếp vào bãi Tư Chính mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để khởi động việc thăm dò dầu khí. Đây sẽ là một bước đột phá đối với Trung Quốc, là hoạt động thăm dò dầu khí đầu tiên ở khu vực Nam Sa. Kết luận bài viết, học giả họ Ngô cũng khẳng định rằng nếu chọn con đường kiện tụng,
Việt Nam sẽ chứng kiến quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Trung Quốc. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh như sau, Việt Nam nên nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện. Và giới nghiên cứu đánh giá đây được coi là lời hăm dọa của Trung Quốc trước khả năng Việt Nam khởi kiện nước này về Biển Đông. Đây là hình ảnh các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc từng đối đầu quyết liệt vào hồi giữa năm 2014. Ở Trung Quốc, dưới quyền lãnh đạo duy nhất về tuyệt đối của Đảng Cộng sản, thì quan điểm của một viện trưởng như ông Ngô Sĩ Tồn không thể có sự khác biệt với quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Thực tế là Việt Nam và Trung Quốc đều đang cảm nhận một vụ kiện về tranh chấp trên Biển Đông mà Việt Nam nguyên đơn, còn Trung Quốc là bị đơn đang gần hơn bao giờ hết. Hai nhà nghiên cứu người Việt đã khẳng định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 6 rằng Việt Nam đã chuẩn bị cho việc kiện Trung Quốc về Biển Đông trong 2 năm qua và đang tích cực đẩy nhanh công việc này. Tiến sĩ Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Singapore đã nhận định trong giới lãnh đạo của Việt Nam đã có sự đồng thuận về chính sách và chiến lược liên quan đến việc kiện Trung Quốc tại một cơ quan tài phán quốc tế. Các bước đi của phía Việt Nam và các phản ứng có thể đến từ Trung Quốc dường như đã được Hà Nội tính toán kỹ. Và các chuyên gia của Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị có nhiều lần liên hệ với các đối tác như Mỹ, Anh, Pháp trong những tháng gần đây dù bị ảnh hưởng một chút vì dịch viêm phổi Vũ Hán cản trở cuộc gặp gỡ trực tiếp. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên của một ban nghiên cứu luật biển, hải đảo ở Việt Nam khẳng định Việt Nam đã làm rất nhiều thúc đẩy quan hệ với các tòa án quốc tế, trong đó có PCA, tức là Tòa Trọng Tài Thường Trực, để chuẩn bị việc khởi kiện. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Theo ông Việt, Hà Nội đến nay đã tiệm cận gần hơn với việc khởi kiện Trung Quốc về Biển Đông và ông mô tả rằng việc chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Ông đưa ra nhận định như sau. Tôi cho rằng Trung Quốc đe dọa là một chuyện, nhưng tôi vẫn khẳng định rằng sớm muộn gì Việt Nam cũng phải khởi kiện Trung Quốc mà thôi. Bởi vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông và ngày càng lấn tới, và lấn tới một mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi, buộc phải đưa Trung Quốc ra tòa. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, tại một hội nghị Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói Việt Nam sẽ ưu tiên chọn đàm phán. Nhưng nếu đàm phán không mang lại kết quả, thì Việt Nam bắt buộc phải cân nhắc những sự lựa chọn khác. Ông Lê Hoài Trung đã nói tiếp như sau. Chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các tài liệu chứng minh, chờ hòa giải, hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và cả kiện tụng. Sự kiện này được cho biết là lần đầu tiên Việt Nam đề cập đến khả năng khởi kiện. Chuyên gia về Biển Đông B. Hayton của tổ chức Cham House nhận định như sau. Đây là chuyển biến lớn về chính trị trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng có lẽ cũng là khả năng duy nhất còn lại đối với Việt Nam. Về thời điểm khởi kiện, giới nghiên cứu đều cho rằng nó sẽ ở trong một tương lai rất gần. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 10 ngày 16 tháng 5 năm 2020 để chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021. Tại cuộc trao đổi trực tuyến với báo giới do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hôm 27 tháng 5 về chủ đề An ninh khu vực Biển Đông giai đoạn viêm phổi Vũ Hán, chuyên gia Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã nhận định như sau. Tôi biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực hết mình để tích lũy, thu thập thông tin và chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Nếu có một quyết định chính trị được đưa ra bởi Việt Nam để tiếp tục xử lý hồ sơ này, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng để làm như vậy. Chuyên gia Hoàng Việt thì không phỏng đoán về một khung thời gian nhất định cụ thể, nhưng ông cho rằng Việt Nam sẽ cố nhẫn nhịn chừng nào còn có thể. Ông nói, nếu Trung Quốc không làm căng vấn đề, Việt Nam cũng không dại gì khởi kiện Trung Quốc để làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục dồn Việt Nam vào chân tường, ví dụ gần đây Trung Quốc bóng gió về việc lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông, nếu Trung Quốc thực sự tuyên bố thì chắc chắn Việt Nam sẽ tìm cách khởi kiện. Tiến sĩ Hoàng Hợp thì đưa ra nhận định rằng quyết định của Việt Nam về khi nào nộp đơn kiện ra tòa sẽ xoay quanh Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021. Ông nói, trước khi có đại hội Đảng lần thứ 13 thì Việt Nam chưa kiện Trung Quốc đâu vì bây giờ họ còn đang chuẩn bị cho đại hội cho xong. Thế nhưng không loại trừ là trước đại hội họ có thể khởi kiện vì họ nắm tình hình là khóa tới vẫn nhất quán với việc khởi kiện nên họ sẽ làm việc này. Các khả năng
các bước mà Trung Quốc có thể phản ứng, cư xử với Việt Nam thì dường như họ, tức là Việt Nam, đã tính toán rất kỹ. Và dự đoán về kết quả của vụ kiện và tác động của vụ kiện với tranh chấp trên Biển Đông, giới chuyên gia đều lạc quan về khả năng thắng kiện của Việt Nam và vụ kiện sẽ mang lại lợi thế cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, kể cả trong trường hợp Trung Quốc không thừa nhận kết quả của vụ kiện. Đây là hình ảnh người biểu tình, cảnh sát và truyền thông tập trung bên ngoài tòa trọng tài thường trực ở La Hay tại Hà Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, trước khi tòa án đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tiến sĩ Hoàng Hợp dự đoán một kết quả tiềm năng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc. Ông nói như sau: dự báo khả năng thắng kiện là rất lớn và cũng có thể dự báo luôn là Trung Quốc sẽ không công nhận kết quả phán quyết tới đây. Kết quả phán quyết nếu Việt Nam khởi kiện sẽ tương tự như kết quả mà Philippines đã có vào năm 2016 và Trung Quốc sẽ có cùng thái độ và không công nhận phán quyết mà tòa quốc tế đưa ra cho Philippines. Cũng theo ông, Trung Quốc sẽ tăng cường quấy phá và đe dọa Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, trên biển, trên các diễn đàn quốc tế. Các hành động gây rối trên biển của Trung Quốc đối với Việt Nam có thể còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì mà họ đã làm với Philippines, thậm chí có thể nổ súng. Nhưng phản ứng của Trung Quốc chỉ mang lại thêm những bất lợi cho nước này khi thế giới nhìn vào đó và phê phán rằng Trung Quốc, một thành viên của cộng đồng quốc tế và một ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại không tuân thủ phán quyết của một cơ quan pháp lý thuộc Liên Hợp Quốc. Tiến sĩ luật sư người Mỹ Da Lê, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, cũng là người đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Washington, đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, cũng khẳng định tác động về mặt ngoại giao cũng như thương mại nếu Việt Nam thắng kiện Trung Quốc. Ông nói, vấn đề ở đây là đối với bất kỳ ai theo dõi vụ việc của bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh tại Trung Quốc, nếu chính phủ Trung Quốc không tôn trọng phán quyết của tòa án hay tòa trọng tài thường trực, làm thế nào một doanh nghiệp Hoa Kỳ, một doanh nghiệp Singapore, một doanh nghiệp Việt Nam có thể tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận đối với họ? Không có gì ngăn được Trung Quốc phá vỡ các thỏa thuận nếu chính phủ trên thực tế không tôn trọng luật pháp. Trung Quốc sẽ phải nhận thấy rằng việc làm ăn, kinh doanh trong thế giới hiện đại phụ thuộc vào việc chính phủ có tôn trọng pháp luật hay không. Ông nói thêm như sau: Trung Quốc cần phải nhận thấy hình phạt. Nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết, thì hình phạt sẽ tính bằng đồng đô la và thương mại. Nhà nghiên cứu luật biển, hải đảo Hoàng Việt đã nhấn mạnh rằng giá trị và tác động từ phán quyết của tòa trọng tài về Biển Đông có sức mạnh không thể xem thường. Ông chỉ ra rằng sau phán quyết vào năm 2016, cả bộ máy chính trị và giới học giả của Trung Quốc đều phải tìm cách bác bỏ. Nhưng một loạt các nước có tranh chấp hoặc có quyền lợi ở Biển Đông gồm cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Mỹ vẫn viện dẫn phán quyết, điều chỉnh các tuyên bố theo phán quyết. Ông Việt nói về hiệu ứng cú đánh bồi, nếu Việt Nam cũng thắng kiện như Philippines thì không những uy danh của Trung Quốc bị sụp đổ mà sự đe dọa cũng rất lớn, bởi vì các quốc gia khác cũng sẽ đưa ra các vấn đề pháp lý phù hợp với phán quyết đó, tạo sức ép rất lớn với Trung Quốc. Nếu ví dụ sau Việt Nam là tiếp tục có Malaysia như trong võ thuật có liên hoàn cước, thì chiến thắng liên hoàn như vậy sẽ có tác động rất lớn đối với thế giới. Khi đó, thế giới nhìn vào vấn đề uy tín của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ lo sợ và ảnh hưởng lớn từ các vụ kiện tụng dẫn đến sự phát triển của quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Việt Nam chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de